Xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay em sẽ làm clip này chia sẻ một số cái nội dung mà anh em thắc mắc trong thời gian vừa qua đây. Một số anh em hỏi em á là bao giờ tạo nụ mai. Đó. Thì như anh em quan sát đây, cái mai của em ha, và cái cách chăm sóc của em nha. Hiện tại bây giờ nha, cái mai của em hiện tại bây giờ nè, nó ra đã được 4 cơ đọt ha, đang ra cơ đọt thứ tư đây nè. Đối với em á thì từ cái đọt này ha, từ cơ đọt này nha anh em, là đang ra nè, đang đọt cơ đọt thứ tư như vậy đây, rất là đều cái cây luôn á. Thì mấy lúc em có cập nhật với các anh em á là khi nào em làm gì, chăm sóc cái gì trên cái mai này sẽ quay lại cho anh em xem ha. Nhìn cái mai này nè, ra cái đọt thứ tư nha anh em nè. Kín hết cái tàn này ha, nhưng mà em muốn cho ra thêm hai cơi nữa, tức là cái cơi này không tính nha anh em. Cái cơi này không tính nè, muốn cho ra thêm hai cái cơi nữa, hai cơi đọt nữa thì mới nghĩ đến vấn đề mà tạo nụ nha anh em. Nên theo cái cách chăm sóc cây mai của em á, chia sẻ đến những anh em mới chơi đó, là cái việc mà chúng ta giữ cái nụ mai cho nó đừng nở trước Tết quan trọng hơn rất là nhiều việc chúng ta tạo nụ mai nha anh em. Bây giờ em phân tích cho anh em hiểu ha. Đây, và cái này em sẽ nêu ra cái cách của em ha, để anh em tham khảo ha. Đó, thì cách của em nè, bây giờ em muốn chăm sóc cho các bạn thiệt là sung nè, thiệt là tốt nè. Đó, muốn ra cơ đọt ha, hai cơ đọt tiếp nữa. Đó. Nên không có quan trọng theo cái việc mà tạo nụ ha. Đó. Còn bao giờ tạo nụ thì em sẽ trả lời với anh em nè. Bao giờ ở đây là không phải là theo cái mốc thời gian nha anh em, không phải là cái mốc thời gian cố định. Thì đồng ý trên cái lý thuyết thì chúng ta chia cái mai làm ba cái giai đoạn phát triển, rồi giai đoạn phát triển cành nhánh nè, rồi giai đoạn hình thành cái mầm nụ, tạo mầm nụ đó, rồi giai đoạn sinh sản, giai đoạn cuối cùng là cho bông đó. Tức là giai đoạn đầu á, phát triển cành nhánh đó, từ sau Tết cho đến hết tháng 5 ha, là cái theo lý thuyết ha. Và giai đoạn giữa là tạo mầm nụ từ tháng 6 cho đến tháng 10 cho đến tháng 9, và giai đoạn cuối cùng là từ tháng 10 cho đến Tết. Đó, chia làm ba giai đoạn cụ thể vậy ha. Đó là lý thuyết nha. Đó, nhưng mà trên thực tế thì qua nhiều cái trải nghiệm của em á, thì cái việc tạo nụ trở nên một vấn đề không quan trọng nữa. Mà vấn đề quan trọng ở đây là cái mai của ta nó đủ sức để nó cho nụ hay không. Còn khi cái mai nó đủ sức rồi, vấn đề tạo nụ rất là đơn giản anh em. Hiện tại bây giờ nè, cái mai của em nè, kể cả những cái mai mà kín tàn như vậy ha, kể cả những cái mai mà mới xả tàn nè, cái mai này của em nè, mới xả tàn cách đây một tháng nha anh em, không nói gian anh em. Em cắt, em xả tàn, em cắt nè, để em ghép mấy cây đó, cái nó mới ghép ha. Em ghép rất là nhiều anh em, xả tàn một cây này mới ghép nè, một tháng trời nha anh em, xả tàn một tháng trời bây giờ đã ra vậy nè ha. Bây giờ em vẫn tiếp tục em nuôi tàn lá nè, cái tàn lá này nè, nó mới ra được cái đợt thứ đầu tiên nè anh em, và chuẩn bị ra cái đợt thứ hai nè, cái đợt thứ hai nè. Thứ hai này thì em tiếp tục nuôi tới học thêm 2 đến 3 cơ đọt nữa thì mới nghĩ đến về tạo nụ anh em. Đây, anh em cứ theo dõi cái kênh cách chăm sóc của em ấy. Vấn đề tạo nụ không trở nên là quan trọng nữa. Nên cái việc đầu tiên bây giờ anh em cứ lo chăm sóc cái mai mình nó thiệt là sung, thiệt là tốt, thiệt là kín tàn, kẹo tàn, đặt bàn luôn nha anh em, nó có sức đã, nó có sức là nền tảng của việc mà sau này nó sẽ cho bông nhiều và nó có cái sức
sau khi chúng ta cho bông rồi nó đỡ bị suy cái cây ha, nó không bị suy cái cây, có lực sẵn cái lực rồi. Còn mới có mấy anh em này mới ra cây đợt thứ hai à, cây nó mới lơ thưa mà anh em nghĩ tới cái việc tạo nụ. Đây, có một số anh em này cái cây nó giống vậy nè, mà anh em nghĩ anh em nói bây giờ tạo nụ được chưa, có mai này cỡ này tạo nụ gì anh em. Này nè, cái mai này nè em cũng xả tàn rất là trẻ nha nè, một cây đọt, hai cây đọt, này mới cây đọt thứ ba nè, thì tạo nụ gì trên nó nè, ít nhất phải hai cây nữa. Nên cái vấn đề em nói chia sẻ các anh em ở đây á, là không quan trọng là cái thời gian trên thực tế mà em chăm sóc ha, không quan trọng là cái thời gian bao giờ chúng ta tạo theo cái thời gian tháng 6, tháng 7, tháng 8, không quan trọng anh em. Quan trọng là anh em cái cây của em nó đủ lực hay không. Đó, cây của anh em nó cái tàn lá nó đủ dày hay không, nó đủ độ xanh hay không. Đó, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái nụ nó rất là dễ nha nè. Nhiều cây nó lưa thưa mà anh em biểu tạo nụ không. Em tin đó, nếu mà anh em chăm cái mai không sung á, anh em khỏi cần tạo nụ, mà nó tự động nó vô nụ như này. Nên bây giờ anh em cứ tạo chăm cái mai thiệt sung đi rồi tính ha. Còn việc tạo nụ đơn giản lắm, anh em chăm cho mai thiệt tốt, đi phân đều, ra cành nhánh mập mạp săn chắc, kẹo tàn đi. Rồi anh em muốn tạo nụ dễ lắm, nên cắt phân một hai lần rồi nó sừng cái lá lại này, nó vô nụ rồi đó, chúng ta hỗ trợ phân nữa, phân có lưng, phân lưng cao rồi kali cao, để làm gì? Hỗ trợ lưng cao, kali cao để nó vô nhân nụ cho nó ngon, cho nó mập cái nụ, để sau này nó cho bông nụ chùm dày cái nụ, mỗi bức lá một cái nụ nhiều đó, nó là vậy ha. Để chúng ta không đi phân nó vẫn tạo nụ bình thường, không đi phân tạo nụ nó vẫn vô nụ bình thường nha anh em. Khi nào anh em chỉ cần cho cái mai nó sừng ra lại thôi là nó vô nụ, tức là anh em đang bón phân theo cử đều, rất là đều ha. Tháng nào cũng 2-3 đợt, cứ 2-3 đợt phân anh em cũng bón đều hết. Cử thì anh em muốn tạo nụ thì anh em sẽ cắt phân một cử, hai cử cho cây mai nó sừng cái đầu này lại nè, thì nó tự động nó vô nụ nha anh em, không cần phải đi phân tạo nụ gì hết, nó mới vô nha. Đi phân để hỗ trợ thôi, hỗ trợ cho cái mầm nụ này nè, nó vô đều nè, rồi nó vô mập nụ nè, rồi nó hình thành mầm nhân nụ thành thục nè, để nó cho nụ chùm nè, vậy thôi anh em. Và như là cái điều kiện để sau này nó cho nở cái bông nó đẹp hơn, sắc bông hơn, lâu tươi lâu rồi đỡ bị suy cây có sức để nó nở ha. Đó, nó là vậy thôi. Còn bây giờ anh em tiếp tục bón phân và xịt thuốc đây, chia sẻ với anh em luôn ha, bón phân xịt thuốc để phát triển cành nhánh cho mạnh. Đây là cái bộ mà lúc giờ em hay chia sẻ với các anh em nè, bốn cái loại này ha, bánh dầu nè, NPK nè, rồi dưỡng rễ nè, dưỡng rễ thì và humic nè. Đợt này có khác xíu ha, humic giờ là dạng nước, dạng bột này đều được nha anh em. Còn dưỡng rễ này rót nè, rót 4, rót 2 gì đó cũng được, dưỡng rễ là được ha. Đó, thì cứ bốn loại nè, tuần này tưới cái này, cứ chủ nhật là tưới nha anh em, chủ nhật tuần sau bắt đầu tưới hai này phối hợp nè. Đó, hai này humic ha, humic dạng nước, dạng bột gì đều được nha anh em, NPK nè. Đó, humic là NPK có đạm cao ha. Đó, cứ mỗi chủ nhật là tưới một loại, xoay vòng ha. Đó, xoay vòng qua xoay vòng lại vậy đó. Chủ nhật tuần này tưới cái này, chủ nhật tuần sau tưới cái này, cứ xoay qua xoay lại vậy nha anh em. Đó, bánh dầu ha, bánh dầu dưỡng rễ và NPK humic đó. Thì thôi, ba cái loại này luân phiên nhau để tưới sao cho nó phát triển cành nhánh được thiệt mạnh nha anh em. Rồi, sau việc tưới thì anh em nên tăng cường cái lượng nước tưới, lượng phân tưới ha. Ví dụ như mấy lúc á, đầu năm á, thì anh em tưới 1 lít. Cái lượng pha này như nhau ha. Ví dụ đầu năm anh em tưới 1 lít thì bây giờ lá nhiều tàn nhiều thì anh em tăng lên, có thể là 1.5 lít hoặc 2 lít. Đó, để cho nó đều thấm đều cho, lúc trước thì tưới vừa ướt xung quanh giáp dòng là được ha. Còn giờ anh em tưới tăng cường thêm. Vậy thôi anh em, để cho nó phát triển cành nhánh cho mạnh.
Rồi xịt thuốc thì anh em cứ tăng cường xịt ngừa nấm bệnh trên cái lá mai ha, xịt Andracol nè, rồi cấp 85 nè, rồi kèm theo cái phân bón lá có cái thành phần đạm cao nha anh em. Đó anh em xịt ví dụ như lá non á thì anh em xịt bỏ trĩ vô, khi lá vừa già già là anh em xịt Andracol rồi xịt cốc 85 rồi thì rồi tiến hành xịt phân bón lá có đạm cao để cho nó ra chồi cho ngon. Đó, cứ vậy xoay vòng vậy ha. Đó, thì xịt phân bón lá bệnh thì đó cứ mỗi lần xịt thì anh em cách nhau một tuần nha. Đó, cứ một tuần anh em xịt một lần, cứ xịt Andracol xong tuần sau xịt cốc 85, tuần sau xịt phân bón lá, tuần sau xịt bỏ trĩ. Nhưng mà phân bón lá với lại Andracol anh em có thể pha kèm thuốc bỏ trĩ và anh em xịt để đỡ tiết kiệm được cái thời gian ha. Đó, đây là cái cách để chúng ta tiếp tục nuôi cho cái cây nó mạnh. Anh em đừng có quan tâm tạo nụ ha, anh em trước tiên anh em cứ nuôi cho cây nó phát triển thiệt là mạnh đi. Anh em đừng có sợ cái việc giữ nụ cho đến Tết, cho đừng nở trước Tết, nó còn quan trọng hơn cái việc tạo nụ nha anh em. Tạo nụ rất đơn giản, anh em cứ thêm cái kênh của em mai mốt chị em chia sẻ anh em. Này em chia sẻ thêm với các anh em, trả lời một số câu hỏi của các anh em trong cái thời gian vừa qua đó ha. Các anh em xem thấy hay cho em một nút đăng ký để ủng hộ kênh nha, và nhấn chuông để đón theo dõi những clip mới nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.